Từ tháng 11 năm 2023 đến ngày 9 tháng 5 năm 2024, toàn tỉnh đã kết nạp được 628 đảng viên mới, đạt 43,31% so với nghị quyết năm 2024. Các chỉ tiêu quan trọng khác đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ, trong đó có nhiều chỉ tiêu tăng trưởng cao. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị do Ban Công tác Xây dựng Đảng diễn ra chiều nay. Hội nghị do bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì. Trong 4 tháng đầu năm 2024, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, lãnh đạo, thực hiện kinh tế xã hội được các cấp ủy đảng chú trọng để mạnh thực hiện. Do đó, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng, có nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ như giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 10,26%, doanh thu vận tải kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 8,01%, tổng lượt khách lưu trú tăng 34,08%, doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 70,26%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định. Phát biểu tại hội nghị giao ban công tác xây dựng đảng, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục kiện toàn bộ máy cán bộ, tăng cường chỉ đạo phòng chống khai thác thủy sản trái phép, phối hợp triển khai đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và quy hoạch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.